Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Mình là Kim Anh, chuyên gia của hãng mỹ phẩm Edaly AX. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc da luôn là đề tài được tất cả các chị em phụ nữ quan tâm. Vậy làm thế nào để sở hữu một làn da đẹp và khỏe, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng này? Có nhiều chị em phụ nữ tâm sự với tôi rằng trong những ngày hè thì da của các bạn thường bóng dầu và làm trôi đi các lớp trang điểm rất là nhanh. Các bạn đã sử dụng đến những phương pháp ví dụ như là dùng giấy thấm dầu này hoặc là dùng phấn phủ với hy vọng là sẽ kiềm dầu tốt hơn. Tuy nhiên thì phương pháp này sẽ hoàn toàn phản tác dụng bởi vì sẽ làm cho da của mình khô hơn và khi da khô thì da sẽ tiết dầu ngày càng nhiều. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những dòng kem dưỡng ẩm và kiềm dầu. Tuy nhiên những sản phẩm này đã thực sự tốt và an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm hay chưa? Đây là một câu hỏi mà được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Ngày hôm nay thì Kim Anh sẽ test một dòng sản phẩm mà được rất là nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Vậy sản phẩm đó như thế nào? Hãy cùng Kim Anh tìm hiểu luôn nhé. Friday. Bước đầu tiên của chúng ta đấy là bước làm sạch. Sau khi rửa mặt thật sạch thì các bạn hãy sử dụng nước hoa hồng ngay nhé. Nước hoa hồng thì sẽ có tác dụng là cân bằng độ pH cho da, xe kít lỗ chân lông và là dẫn chất để thẩm thấu các dưỡng chất khác tốt hơn. Các bạn lấy một lượng vừa đủ ra bông tẩy trang, sau đó thì lau đều từ má, sau đấy là từ cằm hất lên. Chán thì các bạn lau ngang ra như thế này nhé. Bước thứ hai của chúng ta là bước dưỡng. Kim Anh thường sử dụng những dòng kem dưỡng cấp khoáng để cung cấp ẩm và khóa ẩm cho da. Các bạn chỉ cần lấy một lượng vừa đủ, chấm đều trên 5 điểm mũi, cằm, trán và hai bên má. Sau đấy thì tán đều ra và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất được thẩm thấu vào da tốt hơn. Với các nàng mà lười dùng kem dưỡng thì có thể dùng sang mặt nạ cấp khoáng, da cũng sẽ cực cấp ẩm ngay lập tức và da của các bạn cũng sẽ căng bóng, mịn màng hơn. Bước thứ ba của chúng ta đấy là bước chống nắng. Đây là một bước không thể thiếu và Kim Anh đặc biệt tin dùng sản phẩm kem chống nắng trị nám của Edaly AX UV Perfect Sun Cream. Đây không phải là một dòng kem chống nắng thông thường mà đây là dòng chống nắng trị nám với chỉ số SPF 50 và PA 3+ sẽ ngăn được tất cả các tia UVA và tia UVB. Không hề gây nhờn rít bết dính, không hề gây bít tắc lỗ chân lông như những dòng kem chống nắng thông thường. Và các bạn nhớ nhé, khi dùng kem chống nắng thì chúng ta cần thoa trước khi ra khỏi nhà 30 phút và sau 4 tiếng chúng ta cần làm lại một lần, dậm lại một lần. Và bước thứ tư của chúng ta sẽ là bước trang điểm nhẹ nhàng. Kim Anh thường dùng kem nền BB Cream với khả năng làm da sáng bừng lên gấp 3 lần, che phủ khuyết điểm hoàn hảo. Chúng ta cũng thoa theo chiều lúc nãy để tránh hiện tượng là kéo da xuống làm da nhăn chảy xệ. Sau khi sử dụng BB Cream, các bạn chỉ cần thoa thêm một chút son thôi là đã đủ tự tin tươi tắn suốt một ngày dài. Friday. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của Kim Anh sẽ giúp cho các bạn tìm ra phương pháp chăm sóc da tốt nhất và những sản phẩm phù hợp. Và bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn gái muốn sở hữu phần quà là sản phẩm kem chống nắng trị nám hoàn hảo của nhà tài trợ Edaly AX, hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ fanpage. Ảnh của bạn nào nhận được nhiều lượt like và share nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Chúc các bạn may mắn!